Lại thêm một vụ hành hung bác sĩ điều dưỡng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Sau khi đưa vợ nhập viện thấy vợ kêu đau và tê tay, chồng của bệnh nhân đã gọi các bác sĩ điều dưỡng viên của ca trực và to tiếng lăng mạ đánh một bác sĩ và một điều dưỡng viên. Cụ thể, theo bác sĩ Trịnh Đình Cương, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, ngày 31 tháng 3, bệnh viện đã tiếp nhận một sản phụ có biểu hiện nôn, chóng mặt, đau đầu, tay chân tê bì, mệt mỏi đến khám. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành các bước để lên phác đồ điều trị. Sau đó bệnh nhân kêu đau và tê tay. Lúc này thì chồng của bệnh nhân tức tốc gọi các bác sĩ điều dưỡng viên của ca trực và to tiếng lăng mạ đánh một nữ bác sĩ và một điều dưỡng viên của khoa. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn cũng cho biết các bác sĩ đã khám đúng quy trình, đồng thời giải thích cho người nhà bệnh nhân bình tĩnh, bệnh tình của bệnh nhân không đáng ngại. Có thể người nhà không hiểu nên mới có những hành động trên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Cương đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo bệnh viện. Cơ quan công an cũng xuống bệnh viện để làm việc.